Hồi thứ ba mươi Đánh quan độ bản sơ thua chạy Cướp ô sạo mạnh đức đốt lương Bây giờ viên thiệu khởi binh Nhắm hướng quan độ tiến phát Hạ hầu đôn dội đưa thư cấp báo hứa đô Tào tháo bèn kéo bảy vạn quân đi trước nghênh địch Để tuân hút ở nhà giữ hứa đô Chú thích một người với địch 10 người. Đọc tiếp. Khi thiệu sắp kéo quân đi, Điền Phong từ trong ngục dân thư ra can rằng. Nay chúa công hãy nên giữ yên để đợi thiên thời, không nên khởi liệu đại binh, e bất lợi. Chú thích. Đã bị giam, vẫn còn lời lẽ phạm thượng, Điền Phong e khó toàn thân được. Đọc tiếp. Cung kỳ nói dèm chúa công khởi quân nhân nghĩa sao điện phong dám thốt lời quái gở như thế này thiệu giận lắm muốn chém ngay phong mai có các quan căn xin thiệu giận dữ nói để ta phá sông tào tháo sẽ về trí tội bèn thúc ba quân tiến phát cờ quạt rợp đất đầy đông gươm đao như rừng đến dương vũ thì an dinh hạ trại thư thủ nói quân ta tuy đông nhưng không tinh nhuệ bằng quân địch quân địch tuy tinh nhưng lương thảo không đầy đủ bằng quân ta quân kia thiếu lương lợi ở đánh gấp quân ta nhiều lương nên khoan khoan giữ vững nếu ta cầm cự được lâu ngày ắt chẳng đánh địch cũng phải thua thiệu nổi giận mắng Điền Phong đã làm trễ nái lòng quân. Ta trở về sẽ chém đầu. Sao ngươi còn dám ăn nói như vậy? Bèn thác tả hữu lôi thư thụ vào giam cấm trong quân và nói rằng Khi ta phá xong giặc tàu sẽ đem trị tội cùng Điền Phong một thể. Rồi hạ lệnh đem 70 vạn đại quân dàn khắp bốn phía đông tây nam bắc hạ trại chung quanh liên lạc nhau hơn 90 dặm quân tế tác bên Tàu dọa được hư thực, báo về quan độ. Quân Tàu mới đến nghe tin như thế đều sợ hãi, tháo hội các mưu sĩ bàn tính. Tuần Du nói, quân thiệu tuy nhiều nhưng không đủ sợ. Quân ta gồm rặt những chiến sĩ tinh nhuệ có thể lấy một địch mười, nhưng lợi ở đánh gấp. Nếu để dùng dằn ngày tháng, lương thảo không đủ thì thật đáng lo tháo khen. Ông nói chính hợp y ta. Bèn truyền quân giống trống, hò reo mà tiếng. Quân thiệu tới đoán đánh, hai bên dàn thành thế trận. Thẩm phối đem một dạng quân bắn nỏ phục sẵn hai bên sườn và đặt năm ngàn quân bắn cung phục trong cửa trận dưới cờ. Hẹn nghe tiếng pháo lệnh thì bắn ra một loạt hít. Bây giờ, ba hồi trống gian trời vừa dứt, viên thiệu mũ vàng giáp vàng bao gấm đai ngọc cưỡi ngựa hiện ra trước trận tả hữu có trương cáp cao lãm hàng mảnh thuần du quỳnh cùng các tướng hộ vệ cơ quạt tiết diệt trông thật nghiêm chỉnh bên phía trận tàu dưới bóng cờ cửa trận mở tàu tháo cũng cưỡi ngựa ra hứa chữ trương liêu từ quảng ly điển cùng các tướng cầm binh khí tiền ủng hậu vệ. Tháo lấy roi trỏ thiệu trách hỏi. Đứng trước thiên tử, ta đã bảo tấu cho ngươi làm đại tướng quân, sau nay lại mưu phản. Thiệu nổi giận mắng. Mày giả danh là tướng hán, kỳ thực là thằng giặc nhà hán. Tội ác đi trời, còn hơn cả dương mãn, đống trác. Lại còn du cho người làm phản à? Tháo nói. Này tạm dân chiếu tôi đánh mày. Thiệu cũng nói. Tạm dân tự chiếu đại áo đánh giặc đi. Chú thích. Thế là cả hai ân cùng được mệnh vua để đánh nhau. Đọc tiếp. Tháo nổi giận, xoay trương liêu ra trận. Trương cáp thúc ngựa ra đánh. Hai tướng giao phong bốn năm hiệp, không phân hơn thua. Tháo thấy thế lòng khen thầm rồi hứa chữ múa đao dục ngựa ra trợ chiến. Bên kia, cao lãm cũng dung giáo ra tiếp đánh. Bốn viên tướng đang hăng hái đâm chém nhau kịch liệt. Tháo lại sai hạ hầu đôn và tàu hồng, mỗi người kéo ba ngàn quân cùng xung sát thẳng sang trận địch. Thẩm phối thấy quân tàu đã tới xung trận, liền sai nổ pháo lệnh. Tức thì, từ hai bên sườn, cả dạng tay nỏ cùng bắn ra, năm ngàn tay cung cũng từ trung quân tiến thẳng ra bắn loạn tên như mưa bất trước tình thế ấy quân tàu làm sao mà chống nổi đành cứ trông về phía nam mà chạy viên thuật xua quân đuổi riết quân tàu thua to chạy hết về quan độ viên thiệu bèn tiến lên dời quân bức quan độ hạ trại thẩm phối nói nay hãy đem mười vạn quân tới sát trại tàu đắp những ủ đất cao rồi kéo lên ụ mà nhìn vào mà bắn. Nếu tháo bỏ trại mà chạy, ắt ta chiếm được cửa ải, chiếm được quan độ thì dạo hư đô dễ lắm. Thiệu nghe lời, truyền lựa những quân khỏe mạnh khắp các trại, dùng thủng cuốc quan gánh tới gần trại tàu, đào đất đắp gò như dãy núi. Quân tàu trong trại thấy quân Hà Bắc đắp ụ, toàn kéo ra xung đột, nhưng bị các đoàn cung nỏ của thẩm phối chận các đường hiểm yếu như chẹn yết hậu, không sao tiến được. Qua 10 ngày, quân viên đắp được hơn 50 ủ đất. Trên các ủ lại dựng sàn cao. Rồi quân cung nỏ chia nhau lên sàn bắn xuống. Quân tàu rất lo sợ, đều phải mang một che đầu đỡ tên. Cứ nghe một tiếng chiên, tên trên các ụ lại bắn xuống như mưa quân tàu đều đội lá trắng mà nằm rạp xuống đất. Quân viên lại reo cười, ồ lên một loạt. Tháo thấy quân quản loạn, liền hợp mưu sĩ hỏi kế. Lưu Diệp hiến kế. Chú thích. Lưu Diệp ở phần trước đã phiên âm là lưu hoa. Thật ra chữ này đọc là chữ Diệp hoặc Diệp. Phần mới đầu truyện có ghi. Sách hậu hán thư của Phạm Hoa Xin đọc giả sửa lại là Phạm Diệp cho đúng. Đọc tiếp. Lưu Diệp hiến kế. Nên đóng những cỗ xe bắn đá mà phá giặt. Tháo sai Diệp đi lo việc chế xe. Xe này cứ việc kéo đi, tự khắc những tảng đá trong xe bắn lên thật cao và thật mạnh. Liền mấy đêm, Lưu Diệp lo vẽ hình, chỉ dẫn đóng được vài trăm cổ xe bắn đá, đem vàng dọc theo các tường lũy bên trong trại. Đối diện với các sàn trên ủ đất bên ngoài, đợi khi các sàn bắn tên xuống, thì trong trại đẩy lướt các xe một loạt. Tức thì những tảng đá văng lên không trung, bắn loạn đá vào các sàn. Quân viên không chỗ ẩn nấp, cung thủ bị chết khá nhiều. Họ sợ hãi, gọi những xe đó là xe sấm sét và không dám leo lên cao bắn tên nữa thẩm phối lại hiến kế khác sai quân đem thưởng cuốc ngầm đào những đường hầm thông thẳng vào trai tàu để đánh lén bất ngờ gọi là quật tử quân quân tàu trông thấy quân viên hì hục đào hào bơi đất phía sau các ụ bèn báo với tháo tháo lại hỏi mẹo lưu diệp diệp nói đó là vì quân viên không đánh công khai được nên đánh ngậm chúng đào hầm để chui dưới đất lén vào trại của ta đó tháo hỏi lấy gì mà ngăn ta cứ đào một đường hào sâu vòng quanh trại thì kế địa đạo kia quá ra vô dụng quân nó mở sức đào vô ích suốt đêm ấy tháo sai quân đào hào sâu dẫn nước vào quả nhiên quân viên đào hầm tới đụng phải hào không sao vào trại được sức lực quân sĩ uổng phí vô ích. Tào Tháo chống giữ quan độ từ đầu tháng 8 đến cuối tháng 9, sức quân mỏi mệt giận. Lương Thảo lại gần hết. Đã có ý muốn bỏ quan độ về hứa xương, nhưng còn ngần ngừ chưa quyết. Chú thích. Nếu Tháo bỏ về thì về luôn âm phủ. Đọc tiếp. Bèn viết thư sai người mang về kinh đô hỏi Tuân Húc. Húc viết thư đáp lại, đại lược như sau. Dân tôn mệnh, bảo quyết định việc tiến thoái mà thừa tướng còn nghi. Ngu này nghĩ rằng, Viên thiệu đem quân nghiêng nước tập hợp ở quan độ là muốn quyết một trận hơn thua với Minh Công. Minh Công lấy yếu trội mạnh, nếu không thắng nổi ác bị địch hạ. Đó là cái đại cơ thiên hạ ngày nay vậy. Tuy nhiên, thiệu nhiều quân mà không biết dùng thì với tài thần võ minh triết minh công thế nào lại chẳng thắng nổi nay quân ta tuy ít tình thế cũng chưa đến nỗi như lúc hán sở tranh hùng ở quỳnh dương thành cao vậy minh công có thể rạch đất mà chống giữ chận lấy nơi yết hậu khiến địch không tiến nổi chờ khi chúng đuối thế kiệt lực ắt phải có biến đây là lúc phải dùng kế lạ lập kỳ công không nên bỏ lỡ xin minh công xét liệu Tháo tiếp thư này vui vẻ hẳn lên Bèn hạ lệnh cho tướng sĩ cố hết sức tử thủ Rồi quân thiệu phải lui ba chục dặm Tháo sai tướng ra ngoài tuần tiểu Có bộ tướng của từ quản là sử quán Bắt được tinh quân tế tác bên viên giải về nạp quản Quản tra hỏi về hư thực trong quân Tên lính ấy khai rằng Nay mai đại tướng hạng mảnh sắp dẫn chuyển lương thực tới tiếp tế ba quân Nên sai tôi đi trước dò đường quản liền đem tin này báo với Tháo. Tuân Du nói, Hằng Mảnh chỉ có cái sức khỏe của đứa thất phu. Nếu ta cho một tướng dẫn dài ngàn quân khinh kỵ, đoán giữa đường mà đánh, cắt đứt đường tiếp lương, ác quân thiệu phải tự rối loạn. Tháo hỏi, Ai có thể đi được? Du nói, Cứ sai từ quản là xong. Tháo bèn sai từ quản đem theo sử quán, kéo bộ binh đi trước, rồi sai trương liêu hứa chữ dẫn quân tiếp ứng đi sau Đêm mấy hàng mảnh áp tải mấy ngàn xe lương đến trại viên thiệu đang dẫn quân đi bỗng thấy từ quản sử quán kéo quân từ hang núi ra chặn đường hạng mảnh thúc ngựa tới đánh trong khi từ quản đánh nhau với mảnh thì sử quán đánh tan đoàn quân đẩy xe và phóng quả đốt lương chú thích đốt một mẹ nhỏ để tập cho quen rồi đốt mẻ lớn gấp trăm đọc tiếp Hàng mảnh chống cự không nổi, phải quay ngựa chạy về. Quảng bèn thúc quân đốt hết các xe nặng. Bây giờ trong quân viên thiệu thấy lửa cháy ở phía tây bắc, đang giật mình quan mang, thì có bại quân của hàng mảnh chạy tới báo tin lương thảo bị cướp. Thiệu kiếp sai trương cáp cao lãm đi chặn đường lớn. Hai tướng kéo tới, gặp ngay từ quảng vừa đốt lương trở về. Chưa kịp đánh nhau thì hai cánh quân Trương Liêu hứa chữ đã ập lại, đánh tan quân Diên. Rồi bốn tướng hợp binh làm một kéo về trại quan độ. Tháo mừng rỡ vô cùng, trọng thưởng cho tướng sĩ, rồi lại chia quân ra phía trước, lập thêm trại nữa để làm thế ỷ dốc. Hạng mảnh bị thua chạy về trại lớn. Diên thiệu nổi giận toàn chém, các quan càng mãi mưa thôi. Thẩm phối nói, hành quân lấy lương thảo làm trọng, phải dụng tâm để phòng mới được. Hiện ô sào là chỗ dồn lương, phải cắt trọng binh đóng giữ. Thiệu nói, ta đã có kế sách rồi, người nên về nghiệp đô giám đốc lương thảo tiếp tế, đừng để thiếu thốn. Thẩm phối dân lệnh ra về, Thiệu mới sai đại tướng Thuần Du Quỳnh đem các bộ tướng, lục nguyên tiến, hàng cử tử, lã uy toản và triệu hiến kéo hai vạn quân mã đi giữ ô sào nguyên thuần du quỳnh nóng tính hay uống rượu sai xưa đánh đập quân sĩ rất sợ bây giờ quỳnh tới đóng ô sào chỉ suốt ngày hội chư tướng uống rượu chẳng coi ai ra gì về phần tào tháo quân lương đã cạn gần hết dội sai sứ về hứa xương truyền tuân húc phải cấp tốc thu thập lương thảo gửi đến mặt trận tiếp tế ngay sư giả mang thư ra về đi chưa được 30 mươi dặm bị quân viên bắt được trói lại giải tới nạp cho mưu sĩ hứa du nguyên hứa du tự là tự diễn vốn là bạn của tháo từ thuở thiếu thời bây giờ du là mưu sĩ trong quân viên thiệu bắt được sư giả mang thư dục lương của tháo liền đem vào trình thiệu rằng Tào Tháo đóng quân ở Quan Độ, cầm cự với ta đã lâu ngày, ác bỏ trống mưa xương. Vậy nếu ta chia một cánh quân kéo suốt đêm tới đến ấp hứa đô, ác chiếm được. Đã chiếm mưa xương thì bắt sống được Tào Tháo. Hiện nay Tháo no đã hết lương, ta rất nên thừa cơ hội này chia hai đường mà đánh nó. Thiệu nghi hoặc nói, Tào Tháo có trăm ngàn quỷ kế, lá thư này là mẹo dụ địch của nó, không nên tin. Du nói Lúc này mà không chiếm mưa đô ắt về sau nó lại hại mình Đang bàn bạc bỗng có sư giả từ nghiệp đô tới Trình thư của thẩm phối linh Thiệu mở ra xem Thấy trước nói về việc chuyên chở lương thảo Sau kể tội hứa du Rằng khi du ở ký châu thường hà lạm của dân Lại dung túng cho con cháu đi thâu thuế Thâu lương về làm của mình Hiện con cháu du đã bị bắt bỏ ngục. Chú thích. Lá thư tuân hút gửi tháo là thư cứu sống. Còn lá thư thẩm phối gửi thiệu là lá thư phá hại ghê gớm. Đọc tiếp. Thiệu xem thư, nổi giận mắng du. Đồ thức phu, lam hành. Còn mặt mũi nào hiến kế trước mặt ta nữa? Người vốn quen biết tào tháo, nay lại ăn hối lộ của nó làm quân tế tác rình mò quân ta đi đáng lý ta chém đầu, nhưng hãy tạm gửi đầu ngươi trên cổ thôi bước ngay đi từ nay về sau cấm không được nhìn mặt ta nữa hứa du uất ức lui ra ngửa mặt lên trời kêu khổ than ôi trung ngôn thì nghịch nhỉ đứa trẻ con này không thể cùng mưu việc được nữa con cháu ta đã bị hại về tay thẩm phối, ta còn mặt nào trong thiên nhân dân ký châu. Thang rồi rút kiếm toan tự dẫn, nhưng người đi theo vội dặn lấy kiếm can rằng. Tội gì mà ông phải phí thân, viên thiệu không nghe lời ngay, sau này ác bị tào tháo bắt. Ông vốn có quen tháo mà, còn đợi gì không bỏ chỗ túi ra chỗ sáng. Thế là vì một câu nói ấy mà hứa du tỉnh ngộ bèn đi tắt tới trại tạo theo tháo người sau có thơ than rằng bản sơ khí thế ác trung hoa trận đánh đò quan cứ nhẫn nha nếu biết nghe dùng mưu tử viễn non sân đâu đến thuộc tàu gia nguyên văn bản sơ hào khí cái trung hoa quan độ tương trì lưỡng tháng ta, nhược sử hứa du mưu kiến dụng, sơn hạ khởi đắc thuộc đạo gia. Bây giờ hứa du ngầm ra khỏi trại viên thiệu, đi tắt tới trại tàu. Quân phục lộ bắt ngay lấy. Du nói, Ta là bạn cố cũ của tàu thừa tướng, mau vào thông báo giùm rằng có hứa du ở Nam Dương tới thăm nha. Quân lính vội báo vào trại. Lúc ấy Tháo vừa mới cởi áo đi nằm nghỉ, chợt nghe báo Hư du chạy qua trại mình, thì mừng quýnh lên, không kịp xóa giày cứ chân không đạp đất chạy ngay ra đón tiếp. Vừa thấy Hư du, liền nắm lấy tay sung sướng cả cười, rồi dắt nhau vào trướng. Vào đến bên trong, Tháo lại phục ngay xuống đất. Du vội vàng đỡ dậy. Ơi, ông đường đường là thừa tương nhà hán, tôi chỉ là tên áo giải, Sao mà lại quá khiêm cung như thế này? Tháo nói, Tử diễn là cố hữu của Tháo, Há dám lấy danh tước ra phân trên dưới sau. Dù nói, Tôi không biết chọn chủ, Khuất thân đi nhờ viên thiệu, Nói không nghe, Kế không dụng, Này phải bỏ hắn, Tìm tới cố nhân, Mong được thâu dụng chăng? Tháo nói, tự viễn đã chịu đến đây việc ta ác thành vậy có kế gì phá thiệu xin dạy bảo ngay cho du mới cho biết rằng tôi đã từng khuyên viên thiệu chia quân khinh kỵ kéo đi đánh ấp Hư đô rồi hai mặt cùng đánh dồn ân đi thao nghe nói kinh hãi nếu mà thiệu nghe lời bác thì tôi bại mất dù hỏi đến tình hình quân tàu nai lương thảo trong quân liệu còn dùng được bao lâu? Tháo gật gật cây đầu, đáp. Còn đủ chi một năm nữa? Du cười nói. Hừm, e không được như thế. Kể ra phân phát cho đầy đủ thì cũng được nửa năm. Cứ Du bỗng vụ áo đứng phát dậy, vừa bước ra khỏi trướng vừa nói tôi lấy lòng thành thực tới theo mà ông nở dối trá nhau như vậy còn mong nhờ gì nữa thao bước theo nắm tay giữ lại tử viễn đừng có vội giận mà để tôi nói thật cho mà nghe lương thảo chỉ còn được ba tháng nữa mà thôi du cười bảo người đời vẫn độn mạnh đức gian hùng nay quả nhiên đúng thật Tháo cũng cười. Ha ha, cái bác này thì thôi. Há lại không nhớ, Việt binh không nề dối trá sao? Rồi ghé vào tay du thì thầm. Lương quân chỉ còn đủ ăn hết tháng này nữa thôi. Du hét vào lỗ tay tháo. Lương hết sạch rồi, tôi biết thừa đi chứ. Hết sạch rồi, đừng nói dối tôi nữa. Chú thích. Người ta nói thầm ông lại thét to, lộ bí mật quân sự, chết cả bây giờ. Đọc tiếp. Tháo giật mình hỏi. Sao bác biết? Bây giờ Du mới móc lá thư của Tháo gửi tuần Húc đưa cho xem và hỏi. Thế thì ai viết lá thơ đây? Tháo kinh hãi hỏi. Vì sao bác bắt được thư này? Du kể lại việc chặn sư giả cho nghe thao nắm chặt lấy tay dù khẩn khoản tự diễn, đang nghĩ tình bạn cũ mà tới đây có kế gì xin giải bảo ngay cho kẻo tình thế khẩn cấp lắm rồi dù bảo tháo hiện nay minh công đem cô quân chống về đại địch mà không lo kế đánh gấp thăng nhanh ấy là ngồi mà đợi chết chú thích đúng với ý tuân hút trong thư. Đọc tiếp. Dù này có một mẹo khiên chỉ trong vòng ba ngày trăm vạn quân viên thiệu không đánh cũng tan. Minh công có chịu nghe chăng? Thao mừng rỡ. Xin cho nghe diệu kế ấy. Dù nói. Bao nhiêu quân lương truy trọng của viên thiệu đều chứa ở ô sạo sai thuần du Quỳnh đóng dữ. Quỳnh vốn tính rượu chè bê tha không phòng bị. Vậy binh công hãy chọn mảnh tướng tinh binh, giá dạng làm tướng địch tưởng kỳ dẫn quân tới đó giữ lương, rồi thừa cơ đốt hết lương thảo xe cổ. Như vậy không quá ba ngày, quân thiệu phải tự loạn. Tháo nghe mẹo mừng lắm, trọng đãi hư du lưu ở trong trại hôm sau tháo tự lựa năm ngàn quân mã bộ sửa soạn đi ô xạo cướp lương trường liều nói chỗ viên thiệu đồn lương đời nào nó lại không phòng bị thừa tướng không nên khinh suất mà đi e hứa du lừa dối không phải như vậy hứa du tới đây tức là trời hại viên thiệu rồi nay quân ta thiếu lương khó mà cầm cự không dùng mẹo hứa du ấy là ngồi mà đợi khôn nếu manh tâm dối trá dù đầu dám ở lại trại ta dạ chính ta cũng muốn cướp trại địch từ lâu nay có kế cướp lương phải làm ngay chứ, ông đừng nghi ngại liêu nói nhưng mà kéo quân đi cũng nên đề phòng viên thiệu thừa hư tới cướp trại ta tháo cười nói, hà hà, ta đã trù hoạch cẩn thận rồi. bèn sai tuân du giả hữu tàu hồng cùng hứa du ở nhà giữ trại. hạ hầu đôn, hạ hầu uyên, lĩnh quân phục binh tả. tàu nhân lý điển đem quân phục binh hữu đề phòng bất trắc. rồi cho trương liêu hứa chữ kéo đi trước, từ quảng du cấm đi sau tháo tự dẫn các tướng khác ở giữa, gồm năm ngàn người ngựa, kéo cờ hiệu quân viên mà đi. Quân sĩ đều mang cỏ khô của nỏ, người ngậm tâm, ngựa buộc mồm, bỏ nhạc. Đến nhá nhèm tối, nhắm hướng ô sạo tiếng phát dưới ánh sao sáng lấp lánh đầy trời. Đêm ấy thư thụ bị giam trong quân viên, hé nhìn ra ngoài trời thấy sao lấp lánh, mới bảo người coi ngục dẫn ra sân ngồi ngửa mặt xem thiên văn. Bỗng thấy sao thấy bạch đi ngược lại, xâm phạm thiên phận đấu ngưu thụ kinh hải kêu linh Dạ đến nơi rồi. Bèn xin vào gặp viên Thiệu ngay. Lúc ấy viên Thiệu đã uống sai nằm nghỉ. Chợt nghe thư thụ xin báo việc cơ mật, mới gọi vào hỏi là việc gì. Thụ thưa. Ôi vừa coi thiên tượng, thấy sao thầy bạch nghịch hành qua liễu quỷ, lưu quan xâm vào thiên phận đấu ngưu, sợ có quân giặc tới cướp phá quá. Vậy ô Sào là chỗ chưa lương, không thể không phòng bị. Chúa công nên kiếp sai tinh binh mảnh tướng kéo đi tuần tiểu các đường tắc gian sông, chân núi nữa, để khỏi bắt mưu tạo tháo. Chú thích Trước nếu nghe hứa du thiệu ác thắng Bây giờ nếu biết nghe thư thụ, Thiệu cũng không đến nỗi thua. Đọc tiếp. Thiệu đang bực mình, mắng ác đi. Ngươi là kẻ có tội. Sao còn dám mở miệng nói càng, làm hoang mang lòng quân hả? Lại thét mắng người coi ngục. Ta sai mày canh giữ tù, sao dám thả ra? Liền sai chém đầu người canh đó, rồi gọi người khác áp giữ thư thụ. Thụ bước ra, gạt nước mắt đau đớn nói quân ta nguy vong chỉ trong sớm tối thi hại của ta rồi đây không biết lạc về đâu người sau có tơ than rằng lời thẳng không nghe lại oán cựu con người viên thiệu thật vô mưu ô sào lương hết cơ đồ hỏng còn muốn bo bo giữ ký châu nguyên văn nghịch nhĩ trung ngôn phản kiến cựu độc phu dân thiệu thiểu cơ mưu ô sào lương tận căng cơ bạc do nhược khu khu thủ ký châu nói về tào tháo kéo quân đi đêm qua một biệt trại của quân viên quân trong trại ra hỏi quân mã của ai đó tháo sai người đáp rằng tướng quân tưởng kỳ phụng mệnh chúa công tới ô sào giữ lương chú thích lấy tưởng kỳ giả để lừa thuần du quỳnh thật đọc tiếp quân viên thấy rõ cờ hiệu quân nhà không nghi gì cả quân tàu đi qua mấy trại nữa đều xưng là quân tưởng kỳ cứ như thế mà đi lọt chẳng gặp trở ngại gì khi đến ô sào thì đã hết canh tư tháo sai quân chất cỏ chung quanh rồi nổi lửa. Các tướng sai đánh trống họ reo, kéo ập vào đồn. Bây giờ, thuần du quỳnh vừa uống rượu với các tướng xong, sai mê mệt, nằm lăn trong trướng. Chợt nghe trống đánh quân reo vội nhóm dậy hỏi tả hữu. Có chuyện gì mà nguyên náo như vậy? Hỏi chưa dứt đã bị một lưỡi câu liêm giật ngã xuống. Lục Nguyên Tiến và Triệu Hiến đi chở lương trở về, xa xa trông thấy lửa cháy ở đồn vội chạy tới cứu quân tạo phi báo với tháo có quân giặc tới phía sau xin thừa tướng chia binh cự địch tháo quát lớn mặc kệ các tướng cứ việc đánh rân phía trước đi đợi lúc giặc đến sau lưng hãy đánh quạt lại vì thế hết thảy quân tướng đều đua nhau đánh giết mãnh liệt được một lát thì lửa cháy ngùng ngục bốn bề khói bốc đen kịch cả bầu trời lục nguyên tiến với triệu hiến bây giờ mới xua quân tới nơi tháo liền quay ngựa hồi binh đánh lại hai tướng chống không nổi đều bị quân tàu giết chết bao nhiêu lương thảo trong đồn bị cháy ra tro thuần du quỳnh bị bắt giải đến trước mặt tháo tháo sai quân xẻo tay, hớt mũi chặt ngón tay trói gô trên lưng ngựa thả về trại viên để làm nhục thiệu về phần thiệu đêm ấy, đang nằm trong trướng bỗng nghe báo, phía chính bắc ánh lửa bốc sáng rực trời, biết là ô sào có biến. Dội thăng trướng, gọi các quan văn võ bàn gấp việc đưa quân đi cứu. Trường cáp hăng hái nói, tôi xin đi cùng cao tướng quân tới cung quy. Quách đồ nói, đừng, quân tàu cướp lương, ác tháo nó thân đi. Tháo đã đi khỏi, trại tàu hẳn bỏ trống ta hãy thả quân đánh thẳng vào trại nó trước cái đã. Tháo nghe tin, ắt phải bỏ u sào về cứu quan độ. Đây chính là mẹo tôn tẩn, dây nước ngụy cứu nước triệu. Trương Cáp lại nói, không được. Tào Tháo đa mưu, đã ra ngoài ắt có phòng bên trong rồi. Bây giờ nếu đánh Vinh Tào không dở thì không những bọn thuần du quỳnh bị bắt ở ô sào mà bọn tôi cũng bị bắt luôn. Quách đồ nói, Tào Tháo chỉ ham cướp lương, đâu còn để quân tướng giữ trại. Rồi đồ cố nại thiệu hai ba lần nữa. Thiệu bàn sai trương cáp cao lãm kéo năm ngàn quân tới quan độ đánh trại tạo và sai tưởng kỳ kéo một dạng binh đi cứu ô sạo. Chú thích Sai tưởng kỳ chính hiệu đi đánh tưởng kỳ giá hiệu. Lúc bây giờ nếu dốc toàn lực đi cứu ô sạo ác còn cưu vớt được ít nhiều lương thảo khỏi cháy. Mà mai ra còn đánh tan quân tháo nữa. Thiệu không nghe hư du, không nghe thư thụ, rồi lại không nghe trường cáp. Đọc tiếp. Bây giờ Tào Tháo đã đánh giết tan tành quân thuần du quỳnh. Bèn lột lấy áo giáp, cờ hiệu, cho quân tàu ăn mặc giả làm bại quân của quỳnh, kéo về trại. Về đến con đường nhỏ giang núi thì gặp quân mã Tưởng Kỳ. Quân này kêu hỏi, quân Tào xưng là quân Âu Sào bị thua trở về. Chú thích. Đã đem Tưởng Kỳ giả lừa Thuần Du Quỳnh thật, giờ lại lấy Thuần Du Quỳnh giả để lừa Tưởng Kỳ thật. Đọc tiếp. Tưởng Kỳ không ngờ, cứ thúc quân đi qua. Bỗng hứa chữ Trương Liêu nhảy bổ tới quát lớn tướng kỳ chớ chạy kỳ trở tay không kịp bị trương liêu chém một đao chết lăn xuống ngựa đánh tan đoàn quân ấy rồi lại sai người chạy đi trước báo về trại viên thiệu rằng tướng kỳ đã đánh tan quân tháo ở âu sao rồi viên thiệu nghe tin bèn không gửi quân đến nữa chú thích đã đem quỳnh giả lừa kỳ thật giờ lại đem tướng kỳ chết lừa viên thiểu sống. Đọc tiếp. Chỉ một mặt đưa thêm binh tới quan độ, còn trương cáp cao lãm kéo quân đến úp trại tàu, khi xông vào chỉ thấy trại không người. Giật mình chưa kịp rút lui, thì quân phục của hạ hậu đôn đã từ bên tả đổ ra, tàu nhân dẫn quân từ bên hữu nổi dậy. Chính giữa thì tàu hồng đánh ra, quân ba mặt ép lại, quân Tào Tháo đã trở về đánh chặn mặt sau. Bị bốn mặt dày đánh, trương cáp cao lãm phải cướp đường mà chạy. Trong khi ấy, viên thiệu thâu điểm quân tàn bại từ ô sào về dinh, thấy thuần du quỳnh mất mũi, đứt tai, ngón tay chân cục hết. Thật là thảm hại. Bạn hỏi vì sao đến nỗi thất thủ ô sào? Quân sĩ cáo rằng, vì quỳnh say rượu, nằm ngủ mê mệt nên không chống nổi giặc thiệu nổi giận sẽ chém đầu bây giờ quách đồ sợ trương cáp cao lãm về trại thì tội mình sẽ rõ bèn nói dèm với thiệu trương cáp với cao lãm thấy chúa công bị thua ác ở trong lòng mừng lắm á sao lại như vậy hai tướng ấy vẫn có ý hàng tàu nay bị sai đi cướp trại cố ý ngăn cản rồi không chịu hết sức đánh nên mới tốn hao quân mã thiệu đùng đùng nổi giận lập tức sai sứ đi triệu hai tướng vì hỏi tội nhưng quách đồ đã ngầm sai người đi trước báo với hai tướng rằng chúa công sắp giết hai tướng quân đó khi sứ của thiệu đến cao lãm sấn sổ hỏi chúa công gọi bọn ta về có việc gì sư giả đáp không hiểu là việc gì lập tức lãm tuốt kiếm chém chết sư giả. Trương Cáp giật mình sợ hãi. Lãm bảo Cáp. Viên Thiệu chỉ nghe lời sam định, ác rồi cũng bị tàu Tháo bắt. Chúng ta há ngồi bó tay chờ chết sao? Chi bằng hạng tàu cho xong. Cáp nói. Tôi cũng nghĩ như vậy từ lâu. Thế là hai tướng kéo quân mã bản bộ sang thẳng trại tàu đầu hàng. Hạ hầu đôn vào hỏi tháo. Có hai tướng trương cao tới hàng không biết hư thực ra sao? Tháo nói, Ta cứ lấy ân hậu đãi người đi, dù họ có dị tâm cũng có thể biến cải được. Chú thích, hơn người chính ở điểm quả quyết này. Đọc tiếp. Bèn sai mở cửa trại cho vào. Hai tướng đến trước mặt Tháo, bỏ giáo cởi giáp bái phục xuống đất. Tháo nói, nếu viên thiệu biết nghe lời hai tướng quân thì đã không đến nỗi thua. Nay hai tướng quân đã chịu tới đây, tức cũng như xưa di tử bỏ nhà ân, hàng tính về với hán vậy. Liền phong trương cáp làm thiên tướng quân Đô Đình Hậu, cao lãm làm thiên tướng quân Đông Lai Hậu. Hai người rất mừng. Dương thiệu đã bỏ hứa du, mất trương cáp cao lãm, lại mất cả lương thảo ô sạo. Lòng quân đâm rối loạn, Cơ dù mới khuyên tháo tức tốc tiến binh, trương cáp cao lãm xin đi tiên phong. Tháo ưng cho, liền sai dẫn quân đi cướp trại viên thiệu. Canh ba đêm ấy, trương cao chia quân ba đường đánh vào trại, hỗn chiến mãi tới sáng, rồi thu binh về. Quân thiệu bị hao tổn quá nữa. Tinh thần thiệu đã núng. Tuân hút bèn hiến kế với tháo. Giờ cứ nói phao lên rằng ta đang điều động quân mã chia một đạo đi chiếm toan tảo để tiến đánh nghiệp quận. Một đạo đi chiếm Lê Dương để cắt đứt đường về của quân viên. Viên thiệu nghe tin này ác quản sợ phải chia quân ra chống cự. Thừa lúc quân địch chuyển động phân tán ta đánh mạnh một trận là phá được thiệu. Chú thích Hứa du khuyên thiệu đánh ướp hứa đô là bảo làm thực. Tuân hút khuyên tháo đánh ướp nghiệp đô là khuyên làm vợ. Hai mưu kế cùng hay cả. Kế của tuân du đó là tiên loạn kỳ tâm, phân kỳ thế, nhiên hậu thừa kỳ động, nhi kích chi. Đọc tiếp. Thao dùng kế này cho ba quân lớn nhỏ đi phao tinh ra bốn mặt. Tiếng đồn xa dần quân viên nghe tin chạy về trại báo giới thiệu hiện tào tháo đã chia quân hai đường một đạo đi chiếm lê dương một đạo tiến đánh nghiệp đô viên thiệu nghe tin vô cùng sợ hãi dội sai con thứ là viên thượng đem năm vạn binh về cứu nghiệp đô sai tân minh kéo năm vạn nữa đi cứu lê dương cùng khởi hành ngay đêm ấy tào tháo dò biết quân thiệu đã chuyển động liền chia đại quân làm tám cánh cùng kéo sang một lúc đánh thẳng vào trại thiệu quân viên bấy giờ không còn bụng nào chiến đấu bỏ chạy tứ tán hỗn loạn vô cùng thiệu không kịp mặc áo giáp đội mũ chỉ mang áo mỏng đầu quấn chiếc khăn vội giả lên ngựa viên thượng chạy theo sau bốn tướng tàu trương liêu hứa chữ từ quảng du cấm dẫn quân đuổi đánh thiệu dội qua sông, phải bỏ lại hết ấn tính sổ sách, sa trượng, vàng lụa. Chỉ dẫn hơn 800 quân kỵ mà chạy. Quân Tàu đuổi không kịp thiệu, nhưng lấy được hết thải nhân đồ bỏ lại, Diệt hơn 8 dạng quân viên, máu chảy thành ngoài. Những người lăn xuống sông chết đuối cũng vô số, tháo toàn thắng. Đem những của cải vàng lụa bắt được, chia thưởng cho quân sĩ, rồi lục xét rương sổ sách bắt được một bó thư tính mật. Xem qua một số, thì ra đó rặt là thư của những quan viên ở hứa đô và những người đang ở trong quân ngầm thông mưu với viên thiệu. Chú thích, trái nhà ra mặt chuột, chí nguy. Đọc tiếp. Tả hữu khuyên tháo nên đem các thư tính ra xét và bắt hết những kẻ có tên trong đó giết đi nhưng Tháo gạt đi. Thôi không nên, đang lúc viên thiệu mạnh thế, ngay đến ta đây cũng chưa chắc giữ nổi thân, nữa là người khác, họ sợ thiệu cũng phải. Nói rồi truyền đem bó thư lớn đốt hết tại chỗ, không xem và không cho ai xem cả. Bây giờ quân thiệu thua trận bỏ trại, chạy hết, chỉ còn thư thụ vì bị giam cầm không chạy thoát kịp bị quân tàu bắt giải đến nạp tháo tháo với thụ vốn cũng quen biết nhưng thụ vừa trông thấy tháo đã vội kêu lớn thụ này không đầu hàng đâu tháo nói viên bản sơ là kẻ vô mưu không nghe lời ông sao ông còn chấp mê như vậy nếu được gặp ông sớm hơn thì việc thiên hạ tôi còn lo gì. Bèn hậu đãi thụ lưu lại trong quân. Nhưng đến đêm thụ lén dắt trộm ngựa trong trại toàn trốn về theo họ viên. Tháo bắt được, tức giận sai đem chém. Cho đến lúc chết sắc mặt thụ vẫn bình thản như không. Giết thụ xong. Tháo bỗng hối tiếc than rằng Ôi ta nóng giận Viết lầm kẻ sĩ trung nghĩa. Bèn lấy hậu lễ tấm liệm, sai xây phần mộ an táng bên đò Hoàng Hà, lại đề sáu chữ cho khắc trên mộ rằng Trung liệt thư quân chi mộ, người sau có thơ khen rằng Hà bắt nhiều danh sĩ, thư quân rạng khí thần, nghiêng đầu tường trận pháp, ngửa mặt hiểu thiên văn đến thác lòng không đổi lâm nguy chí chẳng sợn tào công khen nghĩa liệt để tặng nấm cô phần nguyên văn hà bắc đa danh sĩ trung trinh suy thư quân ngưng mâu tri trận pháp ngưỡng diện tức thiên văn chí tử tâm như thiết lâm nguy khí tự dân tào công khâm nghĩa liệt đặt giữ kiến cô phần. Rồi tháo hạ lệnh tiến đánh ký châu. Đó chính là Yếu thế nhờ mưu mà hóa thắng. Nhiều binh kém trí phải đành thua. Muốn biết hai bên duyên tạo tiếp tục xung sát ra sau, xin đọc hồi sau sẽ rõ. Lời bình của Mao Tôn Cương trong Thánh Tháng Ngoại Thư đang lúc Tào Tháo kéo đi đánh Lã Bố, Viên Thiệu có thể kéo đại quân đến ướp hư đô mà không đánh. Đó là lỡ mất một dịp. Đến hồi Tháo đánh quyền Đức, Viên Thiệu lại có thể đem toàn sư đến ướp hư đô mà Thiệu cũng không đánh. Đó là lỡ cơ hội thứ hai. Lại để đến khi Tháo đã diệt Lã Bố, phá xong quyền Đức, Thiệu mới tranh thắng thì đã muộn rồi. Tuy nhiên, nếu biết đem toàn sư đóng quan độ mà cầm cự mặt trước, rồi chia một cánh quân đi đánh ướp đô, chặn đường về của Tháo, cũng chẳng phải là không thắng trận thành công. Thế mà Thiệu cũng không làm được. Đó là lỡ ba cơ hội tốt. Đã lỡ dịp ban đầu, ác liệu sức liệu thế không thể thắng lúc sau này cho nên điền phong biết rằng thiệu phải thua vậy xưa hạng vũ cùng cao tổ ước cắt hồng câu để chia đất xưng dương rồi cao tổ lại muốn trở về nếu không có trương lương khuyên can đừng về thì hán sở chưa biết bên nào thắng bại nay viên thiệu chống nhau với tào tháo ở quan độ tháo thấy thiếu lương muốn bỏ về nếu không có tuân hút khuyên can đừng về thì viên tàu cũng chưa biết ai thắng ai bại đọc chuyện đến đây quả như mở lớn cặp mắt nhìn cái bàn cờ còn đầy rẫy cái thế tranh thắng chỉ ở một nước cờ cao mà thôi viên thiệu đa nghi tàu tháo cũng đa nghi nhưng tháo nghi đã có tuân hút làm cho quyết chí không nghi nữa cho nên thắng lợi Viên Thiệu nghi Thư thụ cũng làm cho quyết Nhưng Thiệu vẫn nghi Hư Du khuyên nên quyết Thiệu lại càng nghi hơn Cho nên phải bại trận vậy Tháo biết nghi điều đáng nghi Nhưng cũng biết tin việc đáng tin Như tin chắc việc hàng mảnh tải lương Không phải là vụ địch Hư Du đến hàng Tháo không nghi là dối trá Cho nên thắng Viên thiệu nghi ngờ cái điều không đáng nghi rồi lại tin cái việc không đáng tin. Thấy là thư thao gửi tuần hút thì nghi là hư. Nghe lời thẩm phối buộc tội hứa du lại tin là thật. Nghe hứa du khuyên đánh hứa đồ lại nghi là mẹo lừa. Nghe quách đồ dèm pha trương cáp lại tin là thật. Cho nên thua là phải lắm. Thua trận đầu ở Bạch Mã chết mất nhan lương. Thua lần thứ hai ở Diên Tân chết mất văn xuống đó còn là những trận thua nhỏ. Đến lần thứ ba này thì 70 vạn đại quân chỉ còn hơn 800 kỵ binh. Lời luận 10 tháng 10 bại của quách gia trước kia chẳng ứng nghiệm rõ ràng vào lúc này đó sao. Phàm cái phép dùng binh phải lấy lương thảo làm trọng. Tuy nhiên có lúc phải bỏ lương của mình, cũng có lúc binh địch phải bỏ lương của họ hoặc khi quân hai bên tương đương nhau thì ta bỏ lương ta để dụ địch. Địch tranh nhau lấy lương ta, ác địch phải rối loạn hàng ngũ. Địch rối loạn, ác ta thắng. Ta thắng, ác lương lại về ta như cũ. Đó là bỏ mà quá không bỏ vậy. Như tháo bỏ lương dụ quân văn xuống. Hoặc quân địch thế lớn áp tới, ta buông đóng cửa trại cố giữ, cố giữ trại ắt để trống bên ngoài trống bên ngoài thì phải tự thiêu quỷ lương thực nếu không đốt thì lương mình về tay địch đốt đi ắt địch chẳng lấy được gì đó không phải mình bỏ lương mình chính là mình đoạn lương địch vậy còn nếu lương bên địch mà mình có thể cướp được thì nên cướp đi cướp được ấy là lương địch thành ra lương ta nếu không cướp nổi thì phải đốt. Đốt mà không hết thì mình chỉ được lợi nhỏ. Địch chẳng hào tổn lớn. Đốt được hết, ác địch tổn thất lớn, tức là ta đại thắng lợi. Vì thế đốt lương địch lợi hơn là cướp vậy. Tao đem quân ít chống quân nhiều, lấy sức yếu chống sức mạnh. Nếu không dùng kế lạ mưu kỳ thì không thể thủ thắng. Xưa tuy cao tổ có tiêu hà cung ứng lương cho quân Hán nhưng không thể không có bành diệt đốt lương quân sở. Nay Tháo tuy có tuân hút lo ứng lương cho quân Tàu, nhưng cũng không thể thiếu hư du bày kế đốt lương quân viên vậy. Hán cao tổ ngồi trên giường, vừa buông đôi chân xuống chậu cho thị nữ rửa, vừa tiếp anh bố, coi thật là ngạo mạn. Đó là cao tổ làm nhục bớt cái kiêu khí của anh bố. Tào Tháo giẫm đôi chân không xuống đất, lật đật ra đoán hư du. Coi thật là ân cần. Đó là Tháo muốn làm cho du vui lòng vậy. Một bên giỏi giá ngự, một bên khéo kết nạp. Tuy kết thuật không giống nhau, nhưng hai bên giống nhau ở chỗ cùng biết dùng được người vậy. Du quan vũ đốt hết thư tính thông địch để bọn phản trắc lúc trước được sống yên lòng. Đó là khoan thứ cho lòng người, sau khi thiên hạ đã bình định. Tào Tháo đốt thư tự để mọi người hết nghi sợ ai nái mà trở về với mình. Đó là yên lòng người trong lúc tình thế còn chưa yên. Một bên có độ lượng, một bên giỏi quyền mưu. Việc làm tuy giống nhau nhưng dụng tâm không giống nhau. Đế dương có khí tượng đế dương, giang hùng có tâm sự giang hùng. Trông rõ ràng lắm vậy viên thiệu nhiều binh có thể chia ra đánh ướp hứa đô tào tháo ít quân làm sao có thể chia ra đánh ướp nghiệp đô lại lấy cả lê dương nữa vì thế hư du hiến kế cho thiệu chính là muốn dùng thực kế phá tạo mà làm cho tháo không kịp hay biết gì hết tuân du hiến kế cho tháo là muốn dùng hư danh dọa cho thiệu phải sợ đó chính là muốn cho thiệu biết tin chiến thuật nhà binh hư thực thực hư, không ai giống ai. Bộ Tam Quốc Chí có thể dùng làm quyển Vũ Kinh thứ bảy vậy. Hàng tín Trần Bình lúc đầu đều theo sở, mà hạng vũ xua đuổi cho sang hắn. Hứa du trương cáp trước đều thờ họa viên, mà sao thiệu xua đuổi sang theo tàu. Thật đáng tiếc. Việc xua đuổi của hạng viên chỉ khác ở chỗ, bên sở còn lại phạm tăng, bên viên còn một thư thụ. thang ui những người như tăng như thụ phóng được mấy người.